đến ngày cái nhóm của mình đi nè, hay ngày đầu tiên mọi người sẽ tập trung ở McDonald's Điện Biên Phủ là điểm xuất phát ha, tập trung điểm danh xong rồi đó chắc 3:30-4 giờ vậy đó sẽ đề ba. Mọi người cùng xem cái chuyến đi của mình như thế nào nha. Hy vọng clip sẽ cho các bạn một số cái hình ảnh thú vị và vui. Đến điểm tập kết của team ha. Một số anh em tới rồi. Chào anh. Xin chào. Giờ anh em xuất phát ha, đi về hướng Bình Phước và chạm dừng chân đầu tiên là chỗ chạm cây xăng Phúc Lộc Thọ, Bù Đăng. Sẽ ăn sáng ở đó. Đang đi xuyên qua rừng nè. Tối quá không thấy, chắc mọi người không thấy đâu. Thấy sương mù không? Quá trời. Quá trời sương mù. Sương mù không thấy đường chạy luôn. Cái này đi sẽ rất là lạnh nè. Giờ đoàn mình xuất phát ha. Xuất phát từ nhà hàng Phúc Lộc Thọ lúc 7:10. Top 1 đang di chuyển tốc độ rất là cao. Chắc là mới bơm cơm vô rồi, bơm xăng vô rồi nên sung. Qua chốt. Qua chốt. Lợi thế của đi đoàn nữa.
đi đoàn thì mấy anh thông cảm, đi trật tự không bậy phá gì là ok. Đoàn đang di chuyển vào địa phận của Đắk Nông, còn 24 cây nữa đến Gia Nghĩa ha. Tốc 1 vẫn đang duy trì tốc độ khá cao. Thời tiết hôm nay thuận lợi, đi mát mẻ. Sáng sớm thì sương mù dày đặc chút xíu hơn, giờ nắng nó lên thì ổn. Đi tới thị trấn Gia Nghĩa rồi và quẹo qua cái tuyến đường tránh. Vẫn đang duy trì tốc độ cao. Quốc lộ ở trái đi Buôn Ma Thuột.
trong đoàn bị tai nạn. Bị xòe đút vô cua. Đoàn vẫn tiếp tục di chuyển tốc độ cao về phía Buôn Ma Thuột, sẽ dừng lại theo thông báo của ban tổ chức là sẽ dừng ăn trưa ở Chư Sê. Đi với đoàn có nhiều cái nó đỡ lắm, ví dụ như những cái pha mà như nãy mà gặp sự cố, có mấy anh kinh nghiệm đỡ lắm, thấy nó sẽ đỡ to hơn, mọi người sẽ mau bình tĩnh, lấy lại bình tĩnh hơn, cứ đi một mình cũng mệt rồi. Cái sợi gió quá lớn luôn, phong điện á quá lớn, cánh quạt bự kinh khủng luôn á ha. Đi mình là nãy giờ chắc te tua rồi. Duy trì ở top 1, nếu mà rớt lại phía sau là đuổi theo đuối lắm. Chạy ở top 1 thì tốc độ đều đều thôi, đừng để rớt là được.
top 1 vẫn duy trì tốc độ rất là cao. Rồi chi một chiếc xe màu tím. Nhánh của Gia Lai đi về hướng Gia Lai, top 1 bây giờ đang có khoảng 7 xe. Đường đi đã không? Bên người ta trồng cà phê với tiêu với điều nhiều lắm á. Cái chỗ này là chuyên trị mấy món này. Đoạn đường này bướm quá trời mọi người, bướm bay quá trời luôn. Thì chắc coi qua màn hình là không thấy đâu, ngoài bướm nó bay rợp trời luôn á. Nhìn trong cái bài hát Trường Nhân Đông, Trường Nhân Tây, bướm bay hay gì đó, có người ta hát, người ta miêu tả có đoạn bướm bay á, rồi mình hình dung luôn á.
mình đi quốc lộ 14 á, đi đường vào Hồ Chí Minh á, suốt suốt chặng đường nó sẽ như vậy. Đường này nó rất là đẹp đó mọi người, đẹp lắm. Giờ mình rẽ đi đi hướng Pleiku nè, còn bên phải là hướng đi Buôn Hồ. Phần lô bán nền đó. Nguyên là thông bạc ngàn luôn. Mình thấy thông hai bên đường đầy luôn. Hơi leo. Không điện quá trời luôn. Địa điểm nghỉ trưa, ăn trưa. Rồi, bao đẹp luôn.
mình tiếp tục di chuyển về Măng Đen ha. Ở đâu đó nó khoảng 160 cây nữa. Coi có cái tượng Phật Bà đẹp quá nè. Giờ người ta hay làm mấy cái tượng Phật Bà to. Đó. To ghê luôn. Nhóm vừa ra khỏi huyện Chư Sê của Gia Lai ha. Giờ tiếp tục đi về phía Pleiku. Đoạn đường này thì mọi người thấy là hai bên người ta sẽ trồng cây cao su. Rồi Nati chạy ghê không? Đây là top 1 nhóm 1 của đoàn ngày hôm nay. Mấy bác này chạy ghê lắm. Vừa chạy vừa xin đường. Đoàn đến thành phố Pleiku ha. Phố Pleiku ngay trung tâm luôn. Mới đi ngang qua sân tập của Hoàng Gia Lai. Ra đây là thấy công trình Hoàng Anh Gia Lai không à? Đó, Hoàng Anh Gia Lai Head Office nè. Nó biểu tượng của thành phố Pleiku. Đường vào chỗ hàng thông trăm tuổi. Đây có cái đập nước. Đây người ta trồng cà phê không à? Không trăm tuổi. Đi bụi mất nù. Đó, hàng thông trăm tuổi nè. Ngầu chưa? Quá đẹp. Hai bên ta trồng trà.
khởi hành nè, di chuyển đến điểm cuối ha.